Người Ý lợi hại quá. Họ lắp một quả cầu kính trên mái nhà, sau đó lắp một cái ống dẫn sáng dưới quả cầu kính kia. Cuối cùng dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời, điều thần kỳ đã diễn ra. Chỉ thấy cả căn phòng vốn tối đen bỗng chốc bừng sáng. Nếu như bạn lắp quả cầu kính như này, thì những ngày sau này bạn không cần phải sử dụng các thiết bị chiếu sáng nữa. Như vậy cũng không bị lãng phí, cho dù là tối đêm cũng có thể làm việc bình thường. Thiết bị chiếu sáng này tên là Tubular Daylight Devices. Nó còn được gọi là thiết bị chiếu sáng ban ngày, là một hệ thống đèn không chạy bằng điện, gọi tắt là TDD, có tác dụng lợi dụng ánh sáng mặt trời để chiếu sáng căn nhà. Hệ thống dẫn dắt ánh sáng do thiết bị dẫn ánh sáng tạo ra. Thiết bị khuếch tán do các thiết bị dẫn sáng tạo nên. Nguyên lý hoạt động của nó vô cùng đơn giản: thu thập ánh sáng mặt trời qua tấm lọc ánh sáng thông qua đường ống dẫn sáng mà thiết bị khuếch tán, cho ánh sáng vào trong khối trụ để chiếu sáng cả căn nhà. Trong đó thiết bị thu ánh sáng là lớp lọc ánh sáng tạo thành từ thủy tinh được thu hồi. Loại vật liệu này có hiệu quả thu thập ánh sáng tăng cường, đồng thời sử dụng kỹ thuật ray bender và light tracker để lọc 99% tia cực tím, cuối cùng thu được 100% ánh sáng khả kiến. Khi sử dụng cũng cảm thấy thoải mái, mà diễn bị dẫn sáng mà thể nào để truyền qua đường ống hấp thụ ánh sáng. Trung tâm của hệ thống trên bề mặt được làm từ lớp phi kim cực kỳ mỏng, có khả năng truyền ánh sáng khả kiến đến 99,7%. Nó là một loại chỉ số hiệu suất ánh sáng, phản xạ nhiều lần ánh sáng được tập trung trong đường ống. Phản xạ 20 lần ánh sáng có thể cho ra 94% ánh sáng khả kiến. Để ánh sáng trở nên hài hòa dễ chịu, không gây chói mắt, là vì nhà thiết kế đã lắp đặt một thiết bị khuếch tán, dùng quang học bị động để phản xạ ánh sáng hiệu suất cao, truyền ánh sáng đến bất kỳ vị trí nào trong nhà. Độ rộng của đường ống dẫn sáng, độ cao của nó, độ lớn nhỏ của lớp chùm thủy tinh đều ảnh hưởng đến độ mạnh yếu của ánh sáng trong phòng. Ví dụ, độ dài rộng của thiết bị chiếu sáng vô cùng lớn, những tia sáng được tu tập lại cũng rất nhiều, từ đó nâng cao hiệu quả chiếu sáng. Nhưng thiết bị chiếu sáng có tốt đến đâu, khi đêm đến hoặc khi trời âm u, hệ thống cũng không thể nào hoạt động được. Để có thể sử dụng đèn trong tình trạng đó, nhà thiết kế đã lắp bên trong một tấm pin năng lượng mặt trời. Khi sử dụng vào ban ngày, điện dư thừa sẽ được tích trữ. Như vậy dù là vào ban đêm hay lúc trời mưa, trong phòng đều sẽ được chiếu sáng. Càng lợi hại hơn là thiết bị thuế tán còn có thể điều chỉnh được ánh sáng. Người sử dụng có thể dựa theo yêu cầu của bản thân điều chỉnh độ sáng của đèn. Độ sáng của đèn có thể điều chỉnh trong vòng 8 giây, từ mức 1,8 đến mức sáng nhất, vô cùng nhanh lẹ. TDD là sản phẩm của phát minh vào năm 1986 ở Italy. Sau hơn 20 năm không ngừng hoàn thiện, nó đã được sử dụng rộng rãi trên nhiều quốc gia, trong đó bao gồm nước Mỹ, Canada, Nga, đồng thời cũng được Trung Quốc sử dụng. Nó được gọi là đèn dẫn ánh sáng solar tube. Nó được ứng dụng ở nhiều nơi, nhỏ thì là phòng cho thuê, văn phòng hay siêu thị, hay công xưởng, phòng thể chất hay bảo tàng. Đối với những căn phòng có diện tích từ mấy chục đến mấy trăm mét vuông, một năm nó có thể tiết kiệm không ít tiền điện. Mà đối với những trung tâm thương mại hay sở thú rộng cả ngàn mét vuông, một năm số tiền điện tiết kiệm được rất lớn. TDD là thiết bị chiếu sáng không cần điện tối tân, sử dụng kỹ thuật chiếu sáng dẫn ánh sáng tự nhiên vào. Nó vô cùng an toàn, khỏe mạnh, không gây ô nhiễm. Cùng với sự phát triển không ngừng nghỉ của lĩnh vực chiếu sáng, một thế giới không cần điện sẽ được phát triển trong tương lai. Càng ngày càng có nhiều thiết bị điện bị thay thế, đem ánh sáng đến mọi ngóc ngách, cho đến khi bóng tối bị xua tan.